cho anh em. Để trả lời cho câu hỏi phái nào luyện công nhanh thì mình xin trả lời dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình. Và theo mình nha, nếu mà dựa theo mà kỹ năng không phù hợp trang bị nha, thì theo mình thấy á, là đời đầu nha, là dưới cấp 90 đi ha, là thứ nhất là thiếu lâm, thứ hai là thiên nhãn, và thứ ba là được môn. Tại sao dưới 90 mà thiếu lâm đứng đầu? Tại vì nó có băng sát ở chính phái và nó đánh trên ngựa, và chiêu thức nó chỉ cần hàng lâm bất vũ và nó tăng chỉ cần một điểm thôi, nó đi che được, ít hao tốn mana. Còn thiên nhãn tại sao đứng thứ hai? Thiên nhãn á, lúc đầu nó chỉ đi theo tim thôi, tỷ lệ giết quái nó rất là thấp và lâu, nó không thể đi solo được. Solo thì nó sẽ tốn nội lực rất là nhiều nha anh em. Và thứ ba là đường môn. Đường môn mà anh em cũng biết là nó đi trên á là đặc bảy. Đặc bảy đây thì là nó dưới ngựa rồi, và tỷ lệ nó hao tốn mana cực kỳ rất là nhiều. Nếu mà server không hỗ trợ luyện cấp, hỗ trợ như là bơm máu mana anh em, thì mình sẽ xếp theo thứ tự là thiếu lâm, thiên nhãn, đường môn. Cái này là dựa theo kinh nghiệm cá nhân mình nha. Còn anh em khác, phái khác á, thì mình thấy là chỉ đi theo team thôi, đi theo team đi cho nó thoải mái, chứ đi chen nó cực lắm. Và nếu mà trên 90 nha, trên 90 á, thì mình sẽ sắp theo là thứ tự như là thứ nhất là thiên nhãn, thứ hai là đường, là thiếu lâm, thứ ba là đường quấn, là đường môn. Tại sao thiên nhãn thứ nhất? Tại vì anh em cũng biết là thiên nhãn nó có thể kết hợp hai đường đi chen, nó đánh kích và nó thể thả thiên hệ lưu tinh. Thiếu lâm thì nó vẫn là đi chen chỉ hàng lâm bất vũ thôi, chứ nó đánh đao thì vẫn được nhưng mà rất lâu, nhưng mà chen con nhất là vẫn là hàng lâm bất vũ. Còn thiếu lâm thì còn đường môn thì có thể đi chen đặt bảy á, thì đặt bảy chính yếu rất là ngon, nhưng mà tỷ lệ nó thua hai thái trước nha anh em. Và nó thêm nữa là thiên nhãn á, nó thể đánh hai đường, nó chỉ cần phạm vi ngắn thôi, nó không cần phạm vi tàu độ xa đâu chi đâu, nó chỉ chú trọng vào cái động mà hay là cái bãi á, nó có tỷ lệ thời gian ra quá nhanh thôi. Và hơn nữa anh em cũng biết là thiên nhãn nó có ma diện thất sát và tỷ lệ nó bùng boss nhanh lắm, boss xanh nó cực kỳ rất là nhanh. Vậy nên thì mình thấy là thiên nhãn vẫn là số 1 nếu mà trên 90. Và nếu mà có trang bị nha, trang bị thì theo mình thấy các phái khác vẫn chen thoải mái, vẫn đi solo được, nhưng mà muốn kết thúc quái nha, hoặc là boss nha, phải có bùa. Chứ không có bùa nó chen thì vẫn được nhưng mà nó chậm lắm. Thì mình xin trả lời phái nào luyện công nhanh. Và ở đây là mình chỉ dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình. Anh em có mình có thiếu sót gì có thể comment. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Bye bye, chào anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ lấy mọi thiên nhãn, mình sẽ test cho anh em và chứng minh cho anh em tại sao mà thiên nhãn nó chen lên vào nhanh. Và mình sẽ chỉ anh em cách tăng điểm. Trước tiên thì về kỹ năng, kỹ năng ở đây á, mình sẽ kết hợp giữa hai đường volume kích và thiên nhãn lưu tinh. Thì mình thấy anh em thường gọi là thiên nhãn biến thái hoặc là thiên nhãn BD. Về kỹ năng á, mình sẽ tăng điểm như thế này, anh em có gì tham khảo. Trước tiên thì mình sẽ tăng hỗ trợ bình thường, và tiếp theo nữa thì mình sẽ tăng chính phái. Và đây á, mình test cho anh em mà
thì mình sẽ lấy cấp thấp ở đây là 90 đi ha. Và tiếp theo nữa thì mình sẽ tăng vào máy in thân xác. Tại sao mà mình tăng vào máy in thân xác? Tại vì mình lấy tấn công chi tử để mình săn quái xanh. Và thứ hai nữa là chiêu ma diện thân xác á, là nó hỗ trợ tầng 2 của thiên lưu tinh nha anh em. Và tiếp theo nữa thì mình sẽ tăng vào hỗ trợ bên đao. Thì anh em cấp 90 thì anh em chỉ tăng được điểm kỹ năng thì tới đây thôi. Nếu mà anh em lên cấp nữa thì mình khuyên anh em là nên tăng mát hỗ trợ bên thiên lưu tinh nha anh em. Đầu tiên là 1x sau đến 7x. Còn anh em nào dư giả điểm á, thì anh em thể tăng bên thương nha. Phải tăng mát hỗ trợ bên thiên lưu tinh trước nha anh em. Và tiếp theo nữa là tiềm năng ở đây á, mình sẽ tăng điểm như này. Mình sẽ tăng tại vì mình đã xác định là chơi thiên nhẫn biến thái hoặc là thiên nhẫn BD thì mình sẽ tăng điểm như thế này. Ở đây á, sức mạnh á, mình sẽ tăng vào 300 138. Tại sao mình tăng 138? Chỉ vì mình chỉ tăng đúng điểm cái phá liên kích, trang bị phá liên kích, tại vì mình xác định rồi mà. Và mình đánh thiên ngoại lưu tinh là chủ yếu, mình chỉ đánh vô liên kích để hút thôi nha anh em. Và thân pháp là 138 luôn. Còn dư điểm thì anh em tăng vào máu. Ở đây thì mình đã test cho anh em là cấp 90 thì mình sẽ tăng như thế này thôi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ test cho anh em nha. Bây giờ mình sẽ đi qua phần tường đi, mình sẽ mua cái kích chăng. Thì á, nếu mình đã xác định là gen và thiên ngoại á, thì mình sẽ phải chọn phạm vi nó ngắn. Tại vì sao? Tại vì thiên ngoại lưu tinh mà đánh với ngựa mà anh em. Và thứ hai nữa là mình sẽ chọn bản đồ gen á, tỷ lệ thời gian ra quái nó nhanh giữa hai tọa độ với nhau nha anh em. Thì ở đây mình sẽ lấy ví dụ cho anh em luôn là mình nên lựa chọn vào bản đồ sa mạc. Anh em có thể chia là sa mạc 1 hoặc là sa mạc 2 và sa mạc 3. Thì mình thấy cái bản đồ này á, là tỷ lệ nó ra quái rất là nhanh. Không biết server anh em như thế nào nha. Thì mình thấy đa phần test là mình thấy là sa mạc nó. Thì ở đây thì mình sẽ test cho anh em. Hiện tại là mình không mang trang bị nào hết nha, mình chỉ mang cái kích thôi để mình chứng minh là tăng điểm như thế là cấp 90 là đủ che rồi. Thì bây giờ mình sẽ chuyển lên cấp Liver. Đủ hút rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ anh em cách chỉnh auto. Thì anh em tắt tấn công á thì chưa hỗ trợ, thì anh em nhấn vào nội lực ở đây á thì mình tùy theo thôi. Thì mình thấy đa phần là mình khuyên em là 50% của nội lực. Thì đây mình là 200, mình sẽ là 100 nội lực sẽ đánh lục kích và thiên ngoại lưu tinh 150 đi. Rồi thì đây mình sẽ test cho anh em.
chạy vô trong đi ha. Đây rồi, bây giờ mình sẽ test camera nè. Mình thấy sao? Nó viết quá rất là nhanh. Và thứ hai nữa là nó ken, nó viết quá xanh nữa, cực kỳ không thua cái nào cả, thiệt. Một ạt thôi thì nó hiện nó chen tới sáng luôn á, nó vừa không tốn mana nè và đam nó to nữa nên nó giết quá nhanh lắm. Server này anh em cày dữ ra. Thì cái ạt này là mình mượn của anh. Dạ, quá đánh luôn đây. Tí nữa thì mình sẽ chạy một vòng mình kiếm mối xanh thì mình sẽ test cho mình luôn. Nha anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi. Bye bye, chào anh em ạ. À.